Hello, chào các bác nha. Chào các bác quay trở lại với video của em. Hôm mấy nay thì mệt mỏi quá các bác ạ. Mấy nay ở trên quê mình xảy ra nhiều cái lũ lụt. Hàng tuần nay rồi thì mình không lên hỗ trợ cùng các bác được về các cái liên quan đến chăn nuôi dê. Nhưng mà mình lại hỗ trợ trực tiếp ở trên này về hỗ trợ người dân vùng lũ ấy các bác. Rất là mệt. Nên là trong tuần vừa qua thì mình không thể lên video lại liên tục cùng với lại các bác được. Thì chắc từ nay trở đi thì cũng sẽ lên video để giao lưu lại cùng các bác. Thì cũng gửi lời cảm ơn tới rất là nhiều người đã gửi lời hỏi thăm đến mình xem là mấy nay tại sao không thấy anh lên video. Thì nay thì thực sự là ở trên này thì gặp nhiều cái nhiều hộ nó khó khăn quá các bác, từ việc lở đất rồi sạt lún rồi những hộ đấy là trực tiếp rồi, còn những hộ nó chuẩn bị lở nữa thì cũng đều phải hỗ trợ di dời hết các bác, đi chuyển đồ rồi dỡ nhà rồi làm một cái nhà tạm ấy các bác đấy, để di dời đấy. Nên đây thì cũng hòm cũng tạm kết thúc rồi. Thì cũng cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác đã gửi lời hỏi thăm. Và một cái nữa là cũng hỏi thăm với các bác luôn. Chắc cũng rất là nhiều bác là cũng ở khu vực miền Bắc thôi. Là không biết là nhiều bác là cũng khu các bác là không biết là như nào. Đấy, nhưng mà ở khu vực gần ở khu vực mình. Mình ở đây ở Hà Giang thôi, nhưng mà ở gần cái khu Lào Cai, giáp với Lào Cai này, giáp với Bảo Yên Lào Cai. Đấy, giáp biển Bảo Yên Lào Cai và giáp với lại Lục Yên của Yên Bái. Thì những cái địa điểm này thì rất là thiệt hại rất là lớn, đặc biệt là về con người. Thiệt hại về con người thực sự là không có gì để bù đắp được. Tài sản có nhiều đến đâu nhưng mà đã thiệt hại về người thôi thì cũng xong rồi. Cũng xin chia buồn với các bác ở trên kênh, là nhiều bác ở các cái khu vực như là Yên Bái, Lào Cai nhá. Chỗ mình là cũng có thôi nhưng mà nó không đáng kể. Cũng rất là nhiều đoàn đợt này là lên tự nguyện ở các cái tỉnh rất là nhiều. Từ dưới miền Trung lên, từ dưới miền Nam lên, là cũng cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Nhưng mà thực sự là đi như vậy thì mình cũng không tiện là lên cái video. Thì gia đình của họ đã như vậy rồi thì mình cảm giác là mình quay cái video ở các cái nông hộ đấy thì mình cũng không thấy phù hợp lắm. Đấy. Cũng có một số hộ sau khi mình cũng thấy là chăn nuôi dê rất là nhiều đấy. Chăn nuôi dê rất là nhiều sau khi mà ổn định trở lại. Thì mình có dịp thì mình sẽ quay trở lại. Thì mình sẽ quay những hộ chăn nuôi dê ở đó. Có rất là nhiều hộ đấy. Có như hộ như mình đi hỗ trợ có hai phải đáng tuổi ông của mình rồi. Sinh năm 7... Sinh năm 51 các bác ạ. Đã hơn 70 tuổi rồi. Sinh năm 51 này, 54. Đấy. Cũng còn rất là khỏe và làm chăn nuôi dê cũng rất là hay. Ngoài chăn nuôi dê ra nhưng mà bác ấy làm như kiểu mô hình tổng hợp thôi. Mô hình tổng hợp. Đấy, như là chăn nuôi dê, nuôi gà, nuôi ngan. Mình thấy có mỗi thứ, một ít. Đó, đến đó thì mình sẽ quay trở lại cái nông hộ đó. Đấy, cũng giao lưu chia sẻ. Trong thời gian vừa qua thì thực sự là các huyện ở lân cận đây thì thực sự thiệt hại về con người. Đặc biệt là với con người rất là nặng các bác ạ. Rất là đồng cảm và chia sẻ thôi. Thực sự là cũng chưa có nhiều cái kinh phí lắm, chỉ có hỗ trợ được những ngày công rồi về con người thôi, chưa hỗ trợ được gì quá nhiều về các cái như là các cái khắc phục hậu quả. Nhưng các bác có nhiều bác có điều kiện thì các bác cũng ủng hộ 5-10 nghìn, 100-200 gì đó để cho các bác sớm ổn định trở lại. Thực chất ra là những cái đó thì cũng một phần nào đó thôi. Chứ còn bây giờ người nhà, bây giờ thậm chí là có những nông hộ mà họ mất toàn bộ rồi. Mất toàn bộ rồi. Nhưng mà về cái con người ấy, máy móc rồi gia đình, bây giờ gần như là phải làm lại từ đầu hết. Đấy, có những hộ còn không có điều kiện để làm lại từ đầu. Đấy, và có những nông hộ họ vẫn có những người sinh sống ở lại.
thì những con người đó cũng rất là đau thương. Thực sự mới chia sẻ với các anh như vậy. Thì các cái cố gắng là ủng hộ nhá. Từ đợt này là cũng mất mát rất là lớn ở tại khu vực phía Bắc. Đây là dê đang chuẩn bị cho ăn đi về rồi các bác ạ. Đó, sau những ngày ổn định trở lại thì lại tiếp tục lên video clip, lại giao lưu, lại hỗ trợ kết nối cùng anh em. Sau những ngày dông bão thì chúng ta lại cố gắng là khắc phục hậu quả và ổn định trở lại thôi. Chứ không thể nào mà trông chờ, cũng ủng hộ thì ủng hộ thôi. Nhưng mà cũng không thể nào mà trông chờ vào người khác quá nhiều. Cũng phải tự thân vận động thôi, không thể khác hơn được. Người ta giúp thì cũng chỉ giúp được phần nào thôi, nhưng mà ai giúp được phần nào thì hãy giúp nhá. Thực sự là cho đi không phải là thiệt đâu. Cho đi là chúng ta cũng có cảm giác là chúng ta lạc quan hơn về trong cái cuộc sống. Không chỉ là riêng bản thân của chúng ta, cũng coi như là chúng ta sẽ làm phúc đi. Đấy, có rất là nhiều mạnh thường quân, họ cũng tặng rất là nhiều món quà có giá trị. Đấy, và thực sự là những người đó là những người rất là rộng lượng. Đó, video này thì cũng quay một chút sơ sơ thôi nhá. Bây giờ mình cũng đi về rồi. Cũng hôm nay chắc là ổn định hơn. Hình như là nó lại có tiếp tục lại có một cơn bão mới như sao ấy. Nếu mà có bão mới nữa thì chắc lại phải video lại phải tạm ngừng tiếp rồi các bác ạ. Không thể ấy được. Thực sự là bây giờ có rất là nhiều nhà bây giờ đang om rồi. Tức là đang om ở đây, tức là cái mạch của cái chân núi hoặc là chân đồi ấy, nó đã bị đứt rồi các bác ạ. Bây giờ chỉ cần mưa tầm 2 ngày nữa thì lại tiếp tục có rất là nhiều chuyện nó xảy ra. Đấy, toàn phải đi theo đêm rồi đi theo ấy thì nhiều lắm. Kể cả những ngày mưa to, mưa bão này, đều phải đi hết các bác. Khó lắm. Đang tuổi thanh niên nữa thì hỗ trợ được bao nhiêu thì hỗ trợ thôi. Thế còn cũng không thể giúp được 100% được. Đấy, ai cố gắng là giúp hỗ trợ được phần nào thì hay phần đó. Cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bác nha. Vừa rồi là cũng rất là nhiều đoàn là cũng lên hỗ trợ Hà Giang. Hà Giang là cũng bị đấy, cũng bị nhưng mà cũng không quá nổi như là không thiệt hại quá lớn như là Yên Bái với lại Lào Cai được. Đấy, cũng trên video này cũng chúc các bác là luôn mạnh khỏe nhá. Mong là các bác sẽ mình tin là cũng rất là nhiều người ở trên video là cũng theo dõi kênh của mình, là đợt này cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà cứ hãy cố gắng lên, không sao cả. Còn thở là còn làm nhá. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Hẹn các bác ở video tiếp theo nhá. Em chào các bác.